Trong mùa hè vừa qua đã có một lần người Hồng Kông tổ chức biểu tình quy mô lớn để chống lại quyết định của chính phủ Trung Quốc muốn đưa những nhân vật chính trị của đại lục sang đặc khu kinh tế này. Nhiều lần thương thảo không thành công của biểu tình lại một lần nữa rộ lên và leo thang thành bạo động, có ý kiến cho rằng động thái can thiệp vào chính trường Hồng Kông là một thất sách, trong khi hiện tại người Hồng Kông đã không hài lòng với sự chi phối của nhiều tập đoàn Trung Quốc tại đặc khu này. Suốt mùa hè vừa qua, giới học sinh sinh viên của Hồng Kông đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi Trung Quốc giữ nguyên nền dân chủ của Hồng Kông và thể hiện sự thất vọng của thế hệ những người trẻ tuổi đối với sự chuyển biến của nền kinh tế này kể từ khi có sự nhúng tay nhiều hơn của chính phủ Trung Quốc. Chẳng hạn như giá nhà tăng cao, sự chi phối thị trường và cạnh tranh từ các tập đoàn Trung Quốc trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Điều mà những người biểu tình mong muốn là Trung Quốc không can thiệp vào việc bầu chọn lãnh đạo đặc khu kinh tế này. Với quy định hiện tại, người dân Hồng Kông chỉ được bình bầu trong số các ứng cử viên do chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn trước đó. Cuộc thăm dò vào cuối tuần qua cho thấy gần 76% người dân ở độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi phản đối quy định này. Vào tháng trước, Trung Quốc đã hồi âm nguyện vọng của người dân Hồng Kông bằng một lá thư khước từ. Điều này đã dẫn đến cao trào. Sau một tuần vận động trong hòa bình, cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo động. Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 9, tổ chức biểu tình lớn nhất Hồng Kông là Occupy Central đã vận động 80.000 người bao vây trụ sở của chính quyền Hồng Kông, cảnh sát phải dùng hơi cây để giải tán đám đông. Nhưng sự phẫn nộ của người biểu tình thì ngày một leo thang. Số người tham gia biểu tình lớn hơn nhiều so với dự tính của chúng tôi. Điều đó chứng tỏ con đường chúng tôi đi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Hồng Kông. Nhưng nhìn vào hậu quả của cuộc biểu tình, chúng tôi thực sự rất lo lắng. Chúng tôi yêu cầu chính quyền hãy giải quyết chuyện này bằng thảo luận, chứ không phải là khí ga. Hơn hết, ông Lương Chấn Anh nên rời chức. Tổ chức này dự kiến cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn cho tới ngày 1 tháng 10, ngày quốc khánh của Trung Quốc. Trong đám đông còn có ông trùm truyền thông Jimmy Lai đấu tranh là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Chúng tôi không có quyền lực. Đây là một xã hội tự do và công dân hợp pháp. Như chúng tôi có quyền đấu tranh để giữ vững quyền tự do đó. Nhà vận động dân chủ Martin Lee đồng tình rằng duy trì dân chủ là một điều tốt đối với Hồng Kông. Thông điệp của chúng tôi là người Hồng Kông yêu mến nền dân chủ. Dân chủ là một điều tốt, tốt cho cả Hồng Kông và Trung Quốc. Nếu không giữ được dân chủ, thì tức là chúng tôi đang không chỉ hy sinh sự tự do của chúng tôi mà còn hy sinh các sự tự do của con cháu chúng tôi chỉ để giữ cho bản thân mình được yên ổn một thời gian ngắn. Theo tin từ AFP, cuộc biểu tình đã khiến Hồng Kông rơi vào hỗn loạn, nhiều trường học và doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Ngân hàng Hiệu Kim Hoàng, cửa hàng thời trang đều không thể hoạt động với tình hình người biểu tình tụ tập tại các quận sầm uất của thành phố. Bộ Giao thông còn biết hơn 200 tuyến xe buýt đã ngưng hoạt động. Tuyến tàu điện ngầm dù vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng lối ra đã bị tắc nghẽn. Sàn giao dịch chứng khoán vẫn hoạt động bình thường nhưng đã có tới 17 ngân hàng quyết định đóng cửa, tổng cộng 29 chi nhánh, bao gồm Standard Chartered, SSBC, Ngân hàng Bank of China, v.v toàn bộ các cuộc họp hội nghị đều bị hủy bỏ. Đây được coi là cuộc biểu tình mạnh mẽ nhất ở Hồng Kông kể từ năm 1997, thời điểm mà Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Cuộc vận động đòi dân chủ leo thang thành bạo động ở Hồng Kông đã gây thiệt hại trầm trọng đến mối quan hệ giữa đặc khu kinh tế này với Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng dựa trên mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hồng Kông bấy lâu nay, đột ngột can thiệp vào chuyện chính trị là một thất sách. Việc nên quan tâm trước hết là điều hành nền kinh tế của Hồng Kông.